Bộ phim Gia tộc lộng lẫy, tập 7. Cô là ban lễ triển lãm y phục của Oris, là cô làm người mẫu hả? Đúng vậy. Tôi là phóng viên nhiếp ảnh của tạp chí thời trang, gọi tôi là cô. Thời trang, tôi thường xuyên xem tạp chí của cô. Trạng thái của cô hôm nay và sự náo nhiệt của nơi này không hợp với nhau. Vậy hả? Có chút bi thương, lại có một phần cô đơn cam chịu, rất đặc biệt, cho nên tôi đã chụp lại, định sẽ đăng lên thời trang kỳ này. Cô có muốn chọn ảnh xem không? Không cần đâu, tôi tự tin mọi góc độ của bản thân mình. Lời nói của cô ban nãy là thật à? Để tôi lên trang bìa. Đúng vậy, tổng bìa của chúng tôi tự mình quyết định. Vậy thì quá tốt. Khi nào bắt đầu chưa? Nhanh thôi. Nhưng mà tôi muốn mở một cuộc phỏng vấn ngắn đơn giản với cô trước. Rất đơn giản, chúng ta cứ trò chuyện về cuộc sống, quá trình trưởng thành của cô. Được chứ? Cô ra mắt vào năm nào? 4 năm trước. Cô không nói thật. Tôi từng xem qua lý lịch của cô, cảm thấy có vấn đề. Tuy tôi là phóng viên giải trí, nhưng cũng hy vọng sẽ đối mặt với sự thật. Nếu như cô muốn riêng tư, không công khai, tôi có thể đồng ý. Nhưng tôi không muốn cô trêu đùa với tôi như một đứa ngốc. Cô thực sự sẽ không viết lên báo chứ? Tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cô, rồi mới đăng tải. Được rồi. Thật ra 4 năm trước tôi đã kết hôn, còn có một đứa con. Người đã có chồng thì không thể lộ diện nữa sao? Rất nhiều người mẫu nổi tiếng không phải cũng đã sinh con kết hôn sao? Đó là vì họ là người mẫu nổi tiếng. Đối với những người mẫu nổi tiếng mà nói, những tin tức bên lề đó sẽ làm tăng thêm khả năng nổi tiếng của họ, hấp dẫn tầm mắt của người khác. Những người mẫu không hề có danh tiếng như tôi, nếu bị người khác biết được rằng đã kết hôn, lại có một đứa con, thì vốn dĩ không thể được quảng cáo và đại diện nữa. Có thể đến cuối cùng, cả cơ hội đi show cũng không còn. Ban đầu tôi vẫn là người mới, cũng xem có chút danh tiếng. Nhưng mà chồng tôi không muốn tôi ra ngoài làm việc, muốn tôi ở nhà yên tâm chăm con. Có lẽ đây là một báo ứng. Tôi quá tham lam cuộc sống yên ổn mà anh ấy đem lại cho tôi. Nhưng mà cuộc sống như vậy không thể duy trì trong thời gian quá lâu. Khi tôi muốn dùng sức lực của mình để bay lên, thì tôi phát hiện bản thân mình đã rớt lại phía sau đội ngũ rồi. Eo tôi đâu có thịt thừa, cần đến 2 cái tay để che sao? Vũ Thiên, đừng đứng qua một bên, đến gần đi. Hai người phải tạo cảm giác tranh giành một cô gái. Làm lại đi. Cách xa tôi như vậy làm gì? Trên người tôi đâu có rận. Đến gần một chút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn cô đã cho tôi hiểu rõ thêm về sự chân thật của cô. Tôi có một đề nghị, cô có muốn nghe không? Đề nghị gì? Kỳ này của chúng tôi có một nhãn hàng mẹ và bé nổi tiếng tài trợ cho chuyên mục. Đúng lúc họ cũng muốn làm một buổi tuyên truyền trọng điểm. Tôi cảm thấy cô rất thích hợp. Nhưng mà mức độ tuyên truyền của lần này cực kỳ lớn, có thể sẽ trở thành người mẫu đại diện cho họ. Nói thật lòng, những chuyện mà cô vừa nói tôi rất cảm động. Tôi tin là có nhiều độc giả cũng sẽ giống tôi. Còn có rất nhiều người chưa hiểu những gian khổ sau ánh hào quang của giới này. Đây không phải tài nguyên của cô sao? So với việc cô giống như bây giờ phải che che giấu giấu, chi bằng đứng ra nói thật to thật lớn niềm tự hào của một bà mẹ người mẫu về ngoại hình dốc dáng xuất sắc của cô bây giờ, về thân phận làm mẹ của cô tạo ra hiệu quả đối lập, không phải chính là trọng điểm của tuyên truyền lần này sao? Vậy được rồi, tôi đồng ý với cô. Cười đi. Bài báo của truyền kỳ khô khan cọc lóc, Oris lại tràn đầy màu sắc. Các người còn gì muốn nói không? Cái Oris này ra chiêu kỳ lạ, ở triển lãm đã cướp hết mặt mũi của truyền kỳ. Phóng viên đều bị hấp dẫn bay đến chỗ của họ. Bây giờ đến kẻ buôn người như Lam Mật Âu cũng đánh chiếm thị trường quần áo. Anh không có chút cảm giác nguy cơ nào sao? Tôi cho rằng năng lực của Lam Mật Âu chưa chắc có thể làm được vậy. Bên cạnh ông ta chắc chắn có người giúp đỡ. Thằng cháu của anh ở chỗ phong thượng có vẻ rất bận rộn đó. Chị Ngạn Phù lên trang bìa rồi. Trước đây chỉ có ngôi sao điện ảnh quốc tế mới làm được thôi. Tôi thấy bên trong còn quá hơn, cả 10 trang đều là cô ấy. Có chuyện gì đâu chứ, không thấy phiền hả? Anh Tiểu Chân, anh qua đây xem đi. Anh nói xem Lê Ngạo Phù này vừa giờ đâu mà được chụp ảnh trang bìa chứ. Cô ấy mạnh hơn tôi chỗ nào? Hâm mộ thật. Là vấn đề cơ hội thôi. Có lúc người giỏi nhất chưa chắc là người thích hợp nhất. Anh biết dỗ người khác thật đó. Nhưng câu nói này thích hợp cho người thất tình hơn. Đáng tiếc tôi đến cơ hội thất tình cũng không có. Không phải chứ. Đẹp trai như vậy mà vẫn độc thân à? Lừa người khác đúng không? Anh Thiên, anh nói đi, Tiểu Chân có bạn gái không? Là ai vậy? Không biết. Anh biết mà. Ý anh là gì? Anh biết tôi nói. Anh biết đó có nghĩa là gì? Xỉu mất. Hai người nói tiếng sao quả hả? Cô không biết đâu. Tôi đi với anh. Tôi về rồi. Hoa của ai vậy? Chị Ngạo Phù, chị quay về rồi. Trang bị tạp chí của chị đẹp quá đi mất. Cảm ơn em đại cước. Nghe nói ông chủ La sắp xếp cuộc hẹn cho cô rồi. Đến tận 3 tháng sau, đủ cho cô bận rộn rồi. Lát nữa, cô uống chút canh do đại cước nấu để bồi bổ cho cô đó. Cảm ơn em đại cước. Con người chị bình thường không được tốt, luôn hò hét kêu gào với người ta. Em đừng để trong lòng nha. Em không có ghi thù đâu. Em chẳng để cái gì trong lòng hết. Nhưng mà ngược lại, em nên cảm ơn chị đàng hoàng. Gần đây đã đi theo chị học được không ít đó. Chị xem, chị Ngạo Phù. Cái này tặng cho chị. Hoa hồng hả? Chị thích nhất là hoa hồng đó. Yêu em chết mất. Hoa này không phải em tặng đâu. Chị Ngạo Phù đã nói yêu anh chết mất rồi. Người ở trong phòng kia ra đi. Con không nhìn thấy em, ngày nào cũng khóc.
đừng khóc nữa, về nhà thôi. Bây giờ anh mới biết tặng hoa à? Thật ra anh đã chuẩn bị rồi, nhưng mà chưa kịp tặng em đã chạy mất rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì mau ăn cơm đi, ăn xong thì về nhà sớm. Hai người không thể kéo cái nhà lớn bé đến đây ăn chực được đâu. Chị Bảo Liên này, nhiều món ngon vậy, mau ăn thử đi, dứt giả rồi. Quảng cáo lần này có thể mang cơ hội cho người mẫu phong thượng. Thật sự cảm ơn cô, chỉ là cái nhấc tay thôi. Hơn nữa Oris của ông đã kiếm được tiền đến mỏi tay rồi, còn có thể để ý đến chuyện kiếm tiền chút ít sao? Đâu có đâu có, chẳng qua là mới thử xem sao thôi. Sao có thể so sánh với truyền kỳ được? Tiếng tăm bị các người cướp hết rồi, còn khách sáo gì nữa. Quá khen rồi. Oris có thể trỗi mạnh như vậy, chắc chắn có người giúp đỡ đúng không? Cái này thì Lý Chân họ Lý, Lý Triệu Khâm cũng họ Lý. Ông chưa từng nghĩ mối quan hệ của họ à? Họ có quan hệ gì? Lý Chân là cháu trai của Lý Triệu Khâm. Nhưng mà họ sống chết đối đầu, cho nên Lý Chân ở bên chỗ ông. Giám đốc Lý chắc chắn sẽ nghĩ rằng ông muốn chống đối lại ông ta. Cô nói những chuyện này cho tôi biết, có mục đích gì? Nếu như ông không muốn giám đốc Lý có sự hiểu lầm đối với ông, thì đừng tranh giành quảng cáo dù gọi với tôi. Nếu như cô đã xem trọng quảng cáo đó như vậy, thì tôi cũng chấp tay xin nhường. Chị An, gần đây hình như cô hơi tiều tụy, sao vậy? Có thể khoảng thời gian trước quá mệt. Tôi đã rất chú ý đắp mặt nạ rồi. Vậy thì tốt. Tìm tôi có chuyện gì? Thì cô đã đến phòng tài vụ rồi đúng không? Con số hình như không giống lắm. Đâu có sai. Ban đầu không phải đã nói, ban đầu đã nói không nhầm đâu. Lăng xe lần này tuy rằng mang lại một số lợi ích cho truyền kỳ, nhưng bản thân cô lại không kiếm được tiền cho công ty bao nhiêu. Trừ đi tất cả các loại chi phí và phí tuyên truyền, còn lại bấy nhiêu đã không tệ rồi. Nhưng mà cô cho rằng chỉ dựa vào thực lực của cô có thể lên các quảng cáo giờ vàng của TV sao? Cô rất thông minh, chắc cô cũng hiểu được lý lẽ của nó. Tôi biết rồi. Lê Ngạo Phù cô quen đúng không? Đúng vậy, cô ấy gần đây rất nổi. Người mẫu chính là vậy, một đêm thành danh. Cô ấy nổi lên nhờ sự lăng xê của thời trang, không thể chặn nổi. Cô thì sao? Tống Kiều Dương. Lần này tiếng tăm của truyền kỳ đều bị Oris cướp sạch rồi. Thân là người mẫu đại diện, cô có suy nghĩ gì không? Tôi tuy rằng là người mẫu đại diện, nhưng vấn đề là ở thiết kế. Tôi biết là do thiết kế, nhưng mà thân là người mẫu đại diện, tôi mong cô cũng có thể kiểm điểm lại xem bản thân cô có chỗ nào làm chưa tốt. Làm người mẫu là bán hình tượng, giữ gìn trạng thái tốt đẹp của mình là chịu trách nhiệm với bên quảng cáo. Tôi biết rồi. Còn chuyện gì nữa không? Chị An, hay là quảng cáo vừa gọi lần này, gọi Lý Chân và Vũ Thiên đến cùng đi. Tống Kiều Dương, cô tưởng bản thân mình là ai? Bản thân còn khó bảo vệ được, quan tâm bản thân mình trước đi. Dạ. Vậy tôi về trước đây. Ngạo Phu, sao cô lại tới đây? Qua bàn chuyện một chút. Vậy mọi người bàn đi, tôi đi trước. Sao vậy? Điều kiện của chúng tôi cô cảm thấy thế nào? Theo tôi được biết, quảng cáo vô gọi này vốn là của ông chủ La. Hơn nữa khách hàng lại chỉ định tôi chụp. Cô đang chất vấn tại sao tôi lại lấy được quảng cáo này. Chuyện đó cô không cần quan tâm. Bây giờ chỉ bàn chuyện hợp tác của chúng ta. Được, tôi chụp. Rất tốt. Nhưng mà tôi có điều kiện phụ. Nói ra xem. Nghe nói gần đây cô đã nhận đơn hàng 5 show diễn. Đúng vậy, tin tức của cô linh hoạt thật. Nghe nói còn có mấy nhà thiết kế không tệ. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Điều kiện phụ của tôi là tôi muốn làm vedette của mấy show này. Cái gì? Tôi muốn làm vedette.
Không được. Nhà thiết kế của Nam Show này chỉ định Tống Kiều Dương rồi. Tôi không thể đồng ý với cô. Quyết định của nhà thiết kế không quan trọng. Cô cho Tống Kiều Dương lên sân hay không là chuyện của cô. Nhưng điều kiện của cô quá hà khắc. Nếu như vậy thì tôi không còn hứng thú với đơn quảng cáo lần này nữa. Cười đi, anh cảm thấy thế nào? Cô gái này xinh quá, thanh xuân lại xinh đẹp. Khí chất của cô ấy khá phù hợp với quảng cáo. Hơn nữa trạng thái của cô ấy hôm nay rất tốt. Đúng vậy. Ngại quá, tôi thất lễ một lát. Cô cứ tự nhiên. Sao cô lại đến đây? Sao tôi lại không thể đến? Quảng cáo này đổi thành Lê Ngạo Phụ từ khi nào vậy? Có tình huống đột ngột mà. Tình huống đột ngột gì? Cô ấy là người khách hàng chỉ định. Cô ấy là người khách hàng chỉ định. Vậy trước đó tôi thì sao? Lúc dự phòng hả? Chị An, tôi vì quảng cáo này đã chuẩn bị rất lâu rồi. Tôi biết Tống Kiều Dương. Tôi mong cô có thể khoan dung một chút. Là cô ta chủ động yêu cầu đúng không? Vì lợi ích của cô nên cô đưa quảng cáo của tôi cho cô ấy đúng không? Tống Kiều Dương, kể từ lúc nào cô trở nên suy nghĩ không thông vậy? Thứ để cô quay chỉ có quảng cáo thôi sao? Trước đây cô không có tính toán từng chút như vậy. Đúng vậy, trước đây tôi không tính toán. Nhưng hôm nay tôi biết, có nhiều thứ không tranh giành thì không có được. Cảm ơn đạo diễn. Nghỉ ngơi một chút đi. Chúc mừng nha, cuối cùng cũng nổi tiếng rồi. Đâu có, so với cô, tôi vẫn còn kém xa lắm. Cô xem tôi như đối thủ cạnh tranh à? Câu này cô có ý gì? Ý của cô là tuổi tác của tôi lớn hơn cô, vốn dĩ không thể cạnh tranh công bằng với cô sao? Tôi chỉ muốn biết, tại sao cô lại nhắm vào tôi? Vì cả hai cùng tiến bộ, cạnh tranh lành mạnh là điều nên làm. Cạnh tranh lành mạnh? Đúng vậy. Lúc cô vào phong thượng, Lam Mật Âu không nói với cô à? Tôi rất tán đồng câu này. Nếu trên thế giới không có cạnh tranh thì chỉ là một hồ nước chết, mãi mãi đứng yên tại chỗ. Cô cạnh tranh lành mạnh cũng được, ác ý cũng không sao. Mong cô hãy tìm người khác, đừng tìm tôi. Trong mắt tôi, chỉ có cô mới đủ tư cách làm đối thủ của tôi. Tôi thích thử thách. Chị Ngạo Phu, đạo diễn nó có thể bắt đầu được rồi. Cô có biết tại sao tôi thành công không? Bởi vì mỗi khi tôi nhìn thấy cô, đều có một luồng sức mạnh khiến tôi đứng dậy. Cho nên tôi phải cảm ơn cô đàng hoàng. Lên xe. Không lên. Mua chiếc xe đi. Ngôi sao lớn của Truyền Kỳ, ít nhất cũng có công cụ để đi lại. Giữa anh và Lê Ngạo Phù rốt cuộc có quan hệ gì? Sao lại nói như vậy? Trả lời tôi trước đi. Một bà thím có con nhỏ với một người đàn ông chưa kết hôn thì có quan hệ gì? Trước đây hai người yêu nhau đúng không? Khoảng thời gian này cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi. Lê Ngạo Phù cứ mãi nhầm vào tôi khắp nơi, còn xem tôi là kẻ địch. Chắc là tại vì anh. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Không phải tôi nghĩ nhiều đâu. Trực giác của tôi luôn rất chuẩn. Trực giác? Buồn cười. Cô cho rằng, tôi cho rằng cái gì? Anh có thể đi giải thích với cô ấy không? Giải thích cái gì? Tôi không muốn bị kéo vào mối quan hệ giữa hai người. Nếu như cô ấy có tình cảm với anh thì không phải tôi thành người vô tội bị hại sao? Bây giờ cô ấy xem tôi như kẻ địch rồi. Cho nên nhờ anh đi giải thích với cô ấy đi. Giữa tôi và anh không có mối quan hệ gì cả. Được không? Cô tự mà nói đi. Cậu nói cái gì? Mười phần trăm. Chắc chắn không phải chỉ có chút xíu như vậy. Vậy cậu cho rằng thế nào? Từ giới thiệu nhãn hàng đến phát triển thiết kế, tất cả đều do tôi làm. Theo như tôi biết, tình hình tiêu thụ thực tế không phải như những gì sổ sách thể hiện. Thằng nhóc con này, cậu nghĩ mặt mũi Lam Mật Âu tôi không phải tiền sao? Đây là tư sản vô hình đó. Lam Mật Âu tôi đứng ra nói mấy câu đã được bao nhiêu phí tuyên truyền rồi. Tôi đã điện thoại cho bạn bè lâu năm, đã mở ra được bao nhiêu con đường tiêu thụ rồi. Cậu nghĩ rằng Oris bán chạy được như vậy, tất cả công lao đều là nhờ cậu sao? Thanh niên à,
Cậu có hiểu cái gọi là làm ăn buôn bán không? Những chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Tôi cảm thấy ông chủ La đã phức tạp quá vấn đề rồi. Cậu muốn dạy dỗ tôi à? Ai đó? Anh Châu. Sao muộn như vậy còn đến đây? Việc làm ăn của ông nổi tiếng vượt bậc rồi. Tôi qua đây học hỏi thôi. Đều nhờ phúc của anh Châu cả. Cậu ra ngoài trước đi. Anh Châu, qua đây, ngồi đi, ngồi đi. Tôi chỉ muốn lấy được phần mà tôi nên lấy. Mong ông hãy nhớ, tôi sẽ không từ bỏ. Người đó là ai vậy? Không có gì. Một người mỏng nhỏ thôi. Thằng nhóc đó trông có vẻ khí chất không yếu ớt, không đơn giản đâu. Ông chủ La, nếu ông không nuốt chửng cậu ta thì chắc chắn một ngày cậu ta sẽ nuốt chửng ông. Không nói cậu ấy nữa, chúng ta đi ăn khuya đi. Bàn bạc sao rồi? Giống như tôi dự đoán, có nghĩa là không thành công rồi. Sẽ có một ngày tôi tự mình nắm lấy tất cả. Anh Lý gọi chúng ta qua đây làm gì? Hát karaoke hả? Dù sao thì cũng là anh ấy mời. Tôi hết tiền rồi. Đến mức đó hả? Đương nhiên là đến mức đó rồi. Tôi đâu phải là mấy kẻ nào đó dựa vào thủ đoạn để quay quảng cáo kiếm tiền chứ. Cô nói ai vậy? Cô cướp đi quảng cáo vào gội đầu của chị Kiều Dương. Cô nghĩ người khác không biết hả? Sao hai người vừa gặp nhau là cứ như vậy vậy? Phụ nữ trời sinh đều là da cầm hết hay sao? Anh Tiểu Chân, anh đến rồi. Xin chào, xin chào. Đến rồi hả? Anh Tiểu Chân, anh đến rồi. Hôm nay là ngày vui gì mà anh mời bọn em tụ tập ở đây vậy? Ngồi đi, ngồi đi. Bàn bạc ổn thỏa với ông chủ La chưa? Đúng vậy. Không ngoài dự đoán, ông ta không chịu trả. Ông chủ La, tên gian thương đó. Tiền quay quảng cáo lần trước của em đến bây giờ cũng chưa thấy cái bóng đâu. Không biết ai ban đầu nói không cần tiền lương ta. Cái tôi nói là tiền thưởng riêng mà khách hàng thưởng cho tôi. Đến cả mặt này cũng bị trừ đi mất. Tự làm tự chịu, cô nói cái gì? Được rồi, hai người đừng cãi nữa. Mọi người nghe tôi nói này. Sau này chúng ta không thể tiếp tục bị ông ta bắt nạt nữa. Tiền lương của chúng ta cứ bị hẹn lần hẹn lửa, cuối cùng không được giải quyết. Nếu như có cơ hội, chúng ta có thể tự khởi nghiệp. Các người có làm không? Người mẫu và biểu diễn cùng quản lý, nguồn tài nguyên và mối quan hệ trong giới này hoàn toàn có thể dựa vào bản thân mình. Còn nữa, Vũ Thiên đã làm việc dưới trướng ông chủ La bao nhiêu năm rồi? Với điều kiện tuyệt vời của anh, hoàn toàn có thể chạy đến công ty tốt hơn. Tôi thực sự không hiểu tính cách của anh. Tại sao đối với vấn đề này anh lại không nói rõ ràng với mọi người? Tôi ra ngoài nghe điện thoại. Vũ Thiên, tôi cho rằng đã đến lúc anh thay đổi rồi. Không thể cứ mãi bị người ta chèn ép được. Ý của anh là kiếm ra mấy đồng tiền là có thể trở mặt không nhận người, phản bội người từng dẫn dắt anh sao? Không phải tôi nói anh muốn phản bội người khác. Vấn đề tiền bạc là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải giành lấy quyền lợi cho bản thân. Mọi người thấy thế nào? Tôi rất hài lòng với trạng thái hiện tại. Tôi không muốn mạo hiểm. Nhàm chán. Tôi ủng hộ anh. Anh biết chưa? Anh chỉ đâu tôi đánh đó. Vũ Thiên, cậu có ý kiến gì không? Sao anh lại uống nhiều rượu vậy? Anh muốn tôi làm gì tôi không quan tâm. Dù sao tôi cũng không phản bội ông chủ La đâu. Vũ Thiên, giành lấy quyền lợi của bản thân. Anh đừng có mà ăn nói dớ dẫn với tôi. Trong giới này thì phải nói tới tình cảm, tới nghĩa khí. Tôi chưa từng tính toán chi li mấy thứ tiền bạc quyền lợi. Không phải tôi vẫn đang sống sao? Đó là vì anh ngu ngốc. Nghĩa khí và tình cảm của anh đổi lại sự nô dịch cho người khác. Anh Thiên, anh đừng xúc động mà. Cậu chán sống rồi hả? Còn nữa, hai chữ nghĩa khí này không phải có thể dùng lung tung như anh đâu. Triệu Vũ Thiên, anh làm gì vậy?
Thằng nhóc con, tôi cảnh cáo anh, sau này đừng cho tôi thấy mặt anh nữa. Anh Tiểu Chân, anh không sao chứ? Không sao. Đau không? Còn nói gì nữa? Tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi. Biết rồi. Vũ Thiên, Vũ Thiên, anh đứng lại đó. Tại sao anh đánh người? Thế nào? Thấy thằng đó bị đánh, có đau lòng đúng không? Đúng vậy. Chỗ này của tôi sắp dở tan nát rồi. Cảm động quá. Bây giờ anh quay lại đó cho tôi. Xin lỗi anh ấy. Buông tay. Cô cũng muốn bị đánh luôn hả? Khốn kiếp, anh muốn sao? Triệu Vũ Thiên, đồ khốn kiếp nhà anh, lưu manh. Anh Tiểu Chân, anh Tiểu Chân. Lạc Dâu, sao còn chưa về nữa? Anh làm rớt điện thoại trong phòng nên em cố ý đem tới cho anh. Cảm ơn. Anh Tiểu Chân, ban nãy nhìn anh Thiên đáng sợ thiệt đó. Em chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy nổi nóng như vậy. Không phải anh giỏi lắm à? Cứ đánh anh ấy một trận đi. Tôi không muốn đánh nhau với anh ta. Thật là tôi biết tại sao anh Thiên lại như vậy. Không ngờ đúng không? Tôi biết rõ chuyện này lắm luôn. Anh Thiên thích chị Kiều Dương. Gần đây chị Kiều Dương lại cứ đi với anh, cho nên anh ấy ghen đó. Cô biết phân tích thiệt đó. Đương nhiên rồi, tôi đâu phải kẻ mù mờ trong tình yêu. Cô xem, nói một lúc thì lại dùng cách nói chuyện không thể hiểu nổi của trẻ con rồi. Ai nói là cách trẻ con chứ? Mau về nhà đi. Anh làm sao vậy anh Tiểu Chân? Dưới ánh trăng thật sự rất thích hợp để nói chuyện yêu đương. Hay cho một đôi nam nữ cho má. Anh nói ai là nam nữ cho má hả? Người anh em. Các anh có chuyện gì? Anh em chúng tôi tới đây để dạy dỗ một kẻ không biết trời cao đất dày. Nếu các anh muốn nói là tôi, thì mời cô gái này đi trước đã. Còn anh hùng cứu mỹ nhân nữa, xem phim điện ảnh nhiều quá rồi đó nhóc con. Bản thân còn khó giữ mà. Ê con ngựa dằn kia, anh nói ai vậy hả? Đánh chết hắn, đánh chết hắn đi. Anh Tiểu Chân, anh Tiểu Chân. Anh Tiểu Chân, anh Tiểu Chân, anh Tiểu Chân, anh Tiểu Chân, anh Tiểu Chân. Thằng nhóc này còn dám kiêu ngạo nữa không? Lần sau anh em bọn tao sẽ cho mày mấy xin thịt nướng trên mặt đó, xem còn làm người mẫu nữa không. Đi, cẩn thận đó. Anh Tiểu Chân, anh Tiểu Chân, anh Tiểu Chân, anh có sao không? Anh Tiểu Chân, anh đừng chết mà. Tôi không sao. Anh Tiểu Chân, nhưng cô đạp trúng tay tôi rồi. Để tôi đỡ anh lên.
Tiểu Vân, anh kiên trì đi. Tốt, dì dỗ tốt lắm. Vất vả rồi. Đi uống một ly cho sảng khoái đi. Ghi nợ lại cho tôi. Đối đầu với tôi à? Ông chủ, ông tìm tôi à? Ngồi đi. Muộn như vậy rồi, còn chưa về nhà sao? Ông uống rượu hả? Trai ế độc thân lớn tuổi là kết quả như vậy đó. Nhưng mà lâu lắm rồi không thấy ông yêu đương nữa. Không, cô có thấy tôi dính tin đồn nào không? Tôi sẽ không đụng tới bát cơm kiếm tiền của tôi đâu. Bảo Liên, tôi hỏi cô, bây giờ Kim Đại Cước thế nào rồi? Nền tảng của cô ấy rất tốt, tính thích nghi của cơ thể thì không cần phải nói. Tôi cảm thấy có thể lên sân khấu được rồi, không thành vấn đề. Thằng nhóc Vũ Thiên đó, mắt nhìn người khá giống tôi đó. Kim Đại Cước kia còn đáng tin cậy hơn mấy người được tuyển vào theo đường chính ngạch nữa. Họ cũng đã xem như không tệ rồi mà. Tuy là Tống Kiều Dương chạy rồi, nhưng mà giống như bọn người Lý Dân, thằng nhóc đó không được. Sao vậy? Không phải ông nói nó có tài lắm sao? Hơn nữa còn giúp được ông không ít việc. Quá tự cao, nên cho cậu ta cút rồi. Tôi định ký kết với Tống Kiều Dương đến Oris làm nhà thiết kế chuyên nghiệp. Nhưng mà cô ấy sẽ qua đây sao? Cô ấy ở bên Truyền Kỳ hình như cũng không tệ. Hơn nữa cô ấy với Lý Dân có vẻ rất thân với nhau. Biện pháp luôn do con người nghĩ ra mà. Hai, ba, hạ cầm xuống, xoay người. Một, hai, ba, ưỡn ngực lên, ưỡn ngực lên. Xoay người, một, hai. Không tệ, từ từ thôi. Trong tay anh có thiếu tiền không? Cậu điên rồi hả? Mở nhiều thẻ tín dụng như vậy làm gì? Tôi cũng không muốn, nhưng cứ cảm thấy tiền không đủ tiêu. Mua ít game hơn thì chết hả? Bây giờ tôi không có tiền. Anh Thiên, ông chủ la tìm anh. Được, biết rồi. Tiểu Phương, cô qua đây. Trời ơi, cứu tôi với. Anh bị bệnh nan y hả? Thiếu tiền, còn khó hơn là bệnh nan y nữa. Đến rồi, cô xem thế nào. Phong thưởng muốn chuyển nhà à? Không phải, là Oris. Oris? Ở đây chính là phòng làm việc của nhà thiết kế đứng đầu Oris. Lớn như vậy hả? Đương nhiên rồi. Thế nào, không tệ chứ? Khá ổn đó. Đợi mấy hôm nữa là xây xong rồi. Nơi này sẽ giao cho cô. Cho tôi. Cho dù nói thế nào, cô cũng là công thần lớn nhất của Oris. Sau này chúng ta chắc chắn sẽ là người cộng tác xuất sắc. Cô nói sao? Oris không phải là công lao của tôi, còn của Lý Chân nữa. Cô đó quá khiêm tốn. Tôi xem trọng đó. Cô có xúc giác mẫn cảm mạnh mẽ đối với xu hướng thời trang. Sau này phần hoa hồng tôi đưa ra, chắc chắn cô sẽ hài lòng. Để tôi suy nghĩ lại xem. Không vấn đề, không vấn đề. Cô cứ suy nghĩ cẩn thận lại. Tôi tin là cô sẽ có suy xét rõ ràng. Đúng rồi, còn một chuyện quan trọng nữa. Mối quan hệ của cô với Vũ Thiên gần đây thế nào rồi? Vẫn ổn. Giống như mọi người đều là đồng nghiệp. Không có gì. Thời gian Vũ Thiên đi theo tôi cũng không ngắn. Trên người thằng nhóc đó có bao nhiêu nút rồi, tôi còn rõ hơn bố của nó nữa. Khuyết điểm của cậu ấy chính là học quá ít. Nhưng mà cách làm người thật sự khỏi bàn. Sao lại nói mấy chuyện này với tôi? Cô đừng nói với tôi là không biết Vũ Thiên có ý với cô. Thằng nhóc đó sẽ không tùy tiện động lòng với con gái đâu. Tôi rất hiểu nội tâm của cậu ta. Thật ra có rất nhiều tiếc nuối và vết thương. Tôi không muốn cậu ấy lại chịu thêm tổn thương lần nữa. Cô hiểu không? Chúng ta qua kia xem sao. Đi theo tôi. Vũ Thiên, nhanh tay nhanh chân thật đó. Đúng lúc. Hai người đi giúp tôi đặt một phòng riêng ở nhà hàng hải sản đi. Đợi lát nữa còn có mấy người khách đến, chúng ta qua đó ăn cơm. Tôi quay lại bàn giao công chuyện với công nhân. Hai người đi trước đi.
Cô đi đi, tôi còn có chuyện. Giúp tôi nói với ông La. Tôi đã ăn rồi. Anh Thiên, chị Kiều Dương, tôi tìm hai người cả ngày rồi không thấy đâu. Điện thoại của tôi cũng mất rồi. Sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì rồi? Ai làm vậy? Ai làm cô ra nông nổi này? Con gái cưng, con gái cưng. Mới chớp mắt là không thấy đâu nữa. Mau theo bố đi bệnh viện đi. Lỡ nhiễm trùng thì sao? Đi. Lạc Dao, đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô nói mau lên. Anh Lý Chân, anh Lý Chân bị một đám người đánh gần chết. Ai đánh Lý Chân? Bây giờ anh ta ở đâu? Tôi cũng không biết họ là ai. Họ nói nếu như Lý Chân còn làm loạn nữa thì sẽ phá hỏng mặt anh ấy, không cho anh ấy làm người mẫu nữa. Triệu Vũ Thiên, anh có cần tuyệt tình như vậy không? Ý cô là sao? Tôi nói còn chưa rõ ràng sao? Anh Thiên, anh làm sao vậy? Con gái cưng, chúng ta đến bệnh viện thôi, đừng để trễ. Sao cô lại đến đây? Lạc Dao nói anh bị thương rồi. Cô đừng nghe cô ấy nói lung tung. Tôi không sao, cô đừng lo lắng. Nhìn dáng vẻ của Lạc Dao làm tôi sợ hết hồn, nên lập tức qua đây. Sao vậy? Không tiện hả? Bây giờ thật sự không tiện vào. Có chuyện gì mà không tiện? Lúc anh dọn nhà, tôi đến cái giường anh cũng dọn giúp mà. Không phải trên giường có người chứ? Không có. Thật sự không có. Không có. Sao anh lại bị thế này? Vẫn để cô nhìn thấy rồi. Cứ xem như cô coi phim kinh dị đi. Anh đùa cái gì chứ? Rốt cuộc là ai làm? Cô xem nhiều phim xã hội đen quá rồi đó. Tôi chỉ bất cẩn ngã thôi mà. Đi đi, về nhà đi. Bây giờ anh còn lừa tôi. Được rồi, được rồi. Nếu khách đã tới nhà rồi, cô muốn uống gì? Hồng trà, lục trà. Anh đã bị thương như vậy rồi. Tôi đã may mắn lắm rồi. Vết thương của tôi, bác sĩ nói qua một tuần là khỏi thôi. Anh không biết tôi lo lắng đến mức nào đâu. Tôi còn cho rằng tôi đi lấy cái khăn lông. Kiều Dương, cho dù xảy ra chuyện gì hoặc là bất cứ lúc nào, chỉ cần tôi cần sự giúp đỡ của cô đều phải đến bên cạnh tôi. Người yêu.
Sao vậy? Trời ơi, anh chảy máu rồi. Không sao. Có thể là vì động tác ban nãy quá lớn nên miệng vết thương bị rách rồi. Đau mà anh cũng không nói một tiếng, bởi vì trong lòng rất ngọt. Vốn dĩ anh cho rằng bản thân tuyệt đối sẽ không có tình cảm thật lòng và rơi vào tình yêu với bất cứ ai. Vậy ý anh nói em may mắn hay là bản thân anh không hấp dẫn? Bố của anh là vì phụ nữ và tình yêu nên mới mất hết tất cả. Bố anh, anh kể cho em nghe một câu chuyện. Trước đây có một người đàn ông, lúc vừa mới cải cách mở cửa, đã thầu một xưởng quần áo, hứng chí tưng bừng sáng lập sự nghiệp. Con trai lớn của ông ấy cực kỳ giỏi giang, người đó đã giúp ông làm rất nhiều việc, cho nên ông ấy yêu người đó hơn, cũng đặt kỳ vọng rất cao ở người đó. Còn muốn tìm người làm mai, hứa gả con gái trưởng huyện cho người đó. Không ngờ con trai lớn lại thích một cô công nhân ở xưởng. Có phải giống như trong phim không? Không đâu, anh nói tiếp đi. Người làm bố phản đối mạnh mẽ hôn sự của họ, thậm chí còn ra quyết định cắt đứt quan hệ bố con. Nhưng mà tới cuối cùng họ vẫn được ở bên nhau, còn có một đứa con trai nữa. Người con trai này chính là anh. Sau khi bố anh qua đời, anh với mẹ đều sống rất cực khổ. Anh vẫn luôn không thể hiểu nổi tại sao bố lại vì tình yêu mà từ bỏ tất cả. Cho đến khi anh quen biết em, số tốt nghiệp của tôi lần này yêu cầu rất cao, cho nên anh là người đầu tiên tôi nghĩ đến. Vậy cô cứ hiến thân cho tôi ở đây đi. Nhưng mà người phụ nữ đó, cậu đối phó không nổi đâu. Tin tôi đi. Chị Vũ Thiên, anh đứng lại đó. Bây giờ anh quay lại đó cho tôi. Nói tiếng xin lỗi anh ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
心跳。